Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em hướng dẫn anh em tham gia một sự kiện nhận 10 top cần có kiểu là Alice. Một sự kiện này top cần nó Alice đã list lên sàn Binance các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình thì các bạn video đầu tiên các bạn follow Twitter các bạn nè. Các bạn chỉ theo dõi thôi nha các bạn. Các bạn like và tweet nha các bạn. Hiện tại có 2k1 rồi. 21k. Bắt đập lại rồi tiếp tục con join tiếp kênh Telegram group nữa nè. Rồi bạn join điểm chat nha bạn. Bạn join điểm chat của bạn bắt đập lại các bạn khai báo các bạn. Trong đầu thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ bên bi smart chain các bạn. Và chỉ chocolate của mình ra nè. Rồi các bạn tìm xuống địa chỉ BNB này bạn sẽ mất xem các bạn sao chép địa chỉ mình lại các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền lên username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân của bạn thì các bạn sẽ thấy username Twitter của tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ username Twitter Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Cộng anh bút số 1 này. Username Telegram của tất cả các bạn vào check tin thì copy địa chỉ cho em bạn. Mã gift code này thì các bạn điền giùm mình cộng anh bút số 1 các bạn bấm gỡ đã xong nha các bạn. Vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10 tập cần Alice đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.